chào tới các bạn. Nãy giờ mình cũng chạy lâu, giờ mình mời tới các bạn cùng xem mình lên cầu xem nhiều không nha các bạn.
các bạn nha, mình mới xúc cá rồi các bạn. Đây là đục cá đây, quá nhiều các bạn ơi, đục cá nhìn quá đã luôn, đây quá hết sức nhiều luôn rồi. Giờ bữa nay mình đồ muối vô thùng, chắc vô thùng lớp 5 kết rồi gãy nước đá lên này các bạn, lớp 5 kết rồi gãy một lớp đá rồi này, rồi cứ tiếp tục như vậy cho tới đầy thùng ha, thùng là được 25 kết. Đây thì cái ngán trước mình có ba con dây chặn này các bạn, đi bằng đêm mình cũng có quay cái cách thức mà cho các bạn xem xuống cào cho các bạn xem được, mình sẽ cố gắng quay cho các bạn xem cách xuống cào ha. Cái này xuống cào rất là gọn gà hơn cái kia các bạn, dây chặn dây đầu chặn chặt đầu từ lưa hết trơn như cái mặn nhện vậy. Đây hai cái gọng dương kéo ra hai bên nghe các bạn, như là tương tự như là ủi xịp